Thưa quý vị, hội thảo khoa học với chủ đề hoạt động lấy ý kiến phản hồi góp phần hoàn thiện mẫu điều tra khảo sát DDCI thành phố Cần Thơ vừa diễn ra sáng nay với sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và các chuyên gia. Ddci là bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh thành phố khảo sát dựa trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp hộ kinh doanh đang đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm hướng đến nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bci hàng năm sau khi nghe trình bày các phương án bộ thư chí đánh giá mẫu phiếu khảo sát dcci các chuyên gia và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã tham luận cho ý kiến như những yếu tố làm nên thành công và thách thức khi triển khai bộ chỉ số dcci hiện nay phương pháp chọn mẫu và góp ý hoàn thiện phiếu khảo sát chỉ số dcci và một số kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số tại các địa phương